sau đó chừng 3 giây 5 giây còn phải mình chào đó, mình chào cái kiểu tôi nói đơn giản thôi, vừa rồi tôi nói thôi. Có một số nhân viên á là công bố an ninh cũ á, mà chào cái kiểu chào như thế này là giống như che nắng á, là mình hầu như là cái đó là cái cơ bản rồi. Mấy cái sản phẩm ở đây tôi muốn nói thẳng luôn là
rồi xe công đó rồi. Bây giờ ở dưới công hai mình có ai dưới không? Có hai người. Ba người, bây giờ anh cho một người xuống dưới mở công. Thì cái chìa khóa, có chìa khóa nó nằm ở trong ba cái remote. Nó cũng có một cái chìa khóa. Ba cái đầu bấm đấy. Ba cái đầu bấm đen đen đó. Ờ. Thì trong đó có một cái chìa. Thì lúc đó mình mở trong dây xích ra, mình cho xe vào, nó là xe công gì đó. Nó sổ xuống. Vũ điện cho bộ đàm, bộ đàm cho cộng 2 đấy. Bây giờ, giống như cộng 1 là xe nhà. Xe đó là chút xíu ra, có giấy luôn. Xe trong ba cái đầu bấm đấy là có một cái để mở cái cổng của container đấy, ta mở cổng đấy. Trong cái chùm robot không có chìa khóa nữa. Okay. Đâu hai nữa, không trái nào.